Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Siêu Sao Siêu Sao. Hãy cùng gặp gỡ 8 thành viên chủ chốt của chúng tôi ngày hôm nay. Cặp đôi Quang Trung Siêu Lầy và Neko Hay Liều. Những chàng trai tràn trề năng lượng, thắng không khoan nhượng, Huy Khánh và Vinh Râu. Cặp đôi thể lực xịn sò, chiêu trò vô đổi, Võ Tấn Phát, Jun Vũ. Cặp đôi quyết chiến hết mình, không sợ tiền đình, Võ Đăng Khoa và Tiến Luật. Quá tuyệt vời. Hôm nay không những mặc đồ đẹp mà nhảy còn rất là đẹp nữa. Quá đẹp luôn. Vỗ tay cho tất cả các bạn hôm nay. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Siêu Sao Siêu Sao. Người thả ga mùa sắm đã. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:10 thứ hai hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi lại diễn biến của phiên livestream tuần vừa rồi. Chúng ta đã tìm ra chiến thần livestream của Siêu Sao Siêu Sao. Ngày hôm nay chúng ta có một concept mặc đồ mà nó hơi vàng đồng. Có nghĩa là gì ạ? Gói quà. À, tức là những cái món quà bling bling. Bây giờ là món quà của buổi tối ngày hôm nay. 4 món quà sẽ đến với sân khấu này. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Vô cuối họ đang thôi. Ôi chị ấy. Trời ơi, mặc đồ cặp vậy. Xin chào. Dạ. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mời hai bạn gái giới thiệu trước nào. Em xin chào tất cả các anh chị và em chào tất cả khán giả đang xem chương trình Siêu Sao Siêu Sao. Em là Gia Linh. Cảm ơn Gia Linh. Em xin chào tất cả các anh chị ngày hôm nay. Em là Gia Gia Nhật Hạ. Và ngày hôm nay em tới đây là với một cái tinh thần là thần đồng săn sale ở trên mấy cái sàn thương mại điện tử á. Cho nên là em sẽ mang cái tinh thần thần đồng đó vô đây để mà em sale thật tốt. Cho nên là đội nào mà có em thì thực ra là đội đó sẽ là một cái chiến binh rất là mạnh để mà lấy voucher và săn sale ạ. Lâu rồi mới gặp lại Nguyễn Anh Tú, mời giới thiệu đi nào. Dạ, em chào tất cả các anh chị và các bạn. Và cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Siêu Sao Siêu Sao. Wow. Dạ, em là Nguyễn Anh Tú. Thì hôm nay em đến với một tư thế là một chiến thần. Trời ơi, dữ vậy sao? Trong game thì em là chiến thần phá tim. Chiến thần phá tim, phá tim. Wow. Nên hy vọng là tất cả các anh chị đây nắm rõ cái tinh thần của luật chơi và gồng gánh cho em. Anh ơi anh, cửa phim trường kìa, anh đi thẳng. Mời Mạc Văn Khoa đây. Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào tất cả các anh, các chị, các bạn đã có mặt tại chương trình Siêu Sao Siêu Sao ạ. Rồi, hết thời lượng. Không có đâu anh Lực, giỡn á. Tiếp tục đi nào. Dạ vâng, ngày hôm nay em tới đây thì chủ yếu là giao lưu học hỏi với tất cả các anh các chị là chính. Và em nghe nói là đây là một cái chương trình mà chúng ta có thể học hỏi cách để bán được hàng. Thì sắp tới em có ra thương hiệu mắm tôm Mạc Văn Khoa, thì hy vọng rằng em sẽ tới đây để em học hỏi, để bữa em sẽ có kinh nghiệm để bán mắm tôm ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ. Đội nào chiến thắng sẽ được lựa chọn khách mời buổi tối ngày hôm nay. Vâng. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Xin mời trò chơi. Đây là trò chơi này rất đơn giản thôi. Mỗi đội sẽ có một người đại diện chơi. Khoa, em đi Khoa. Để em. Võ Đăng Khoa sẽ đấu dài. Nego, đấu với Nego cho anh. Rồi, vô. Luật chơi vô cùng đơn giản. Ai đứng lên trước người đó thua. Ủa? Đứng lên là thua, nghĩa là em kéo nó đứng lên là em thắng. À,
Một. Ủa chưa? Ủa chưa? Sao mày tự dùng lực như vậy? Vội quá, tao đang kéo về giữa đã. Nè, giữa hai đôi giày. Một, hai, kéo. Ôi, mặt mặt quá. Oh. Thua à? Hay quá em ơi. Cặp tiếp theo. Một. Anh cầm cái tay là thấy có kinh nghiệm rồi. Hai. Anh Khánh ông khôn lắm. Cố lên nha anh Khánh, em đặt niềm tin ở anh nhiều lắm đấy. Go. Cố lên nha anh Khánh, em đặt niềm tin ở anh nhiều lắm đó. Ông Khánh ông khôn lắm. Rồi, hai người thắng đấu nhau. Một, hai, go. Giỡn, giỡn, giỡn hả? Khỏe lắm. Giỡn hả? Giải ba, giải tư đấu luôn. Một, hai. Chưa, ai áo, chưa, ai áo, chưa, ai áo. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Sao mà gọn băng vậy? Rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Rồi, Võ Đăng Khoa được chọn đầu tiên. Em được chọn, em thắng, em được chọn luôn. Bạn. Em ơi, sao có thể có chọn thể lực lắm. Nhưng mà đâu có cần chọn một người phá game về đội mình em. Trong game thì em là chiến thần phá tim, phá tim. Phá tim. Anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức. Ờ. Em không tìm một đồng đội để mà livestream. Em tầm nhìn là tìm một người có thể đưa sản phẩm vào giỏ hàng luôn. Đây. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đây là ông chủ. Đáng lý ra là mình cứ nên mang một đôi giày cao gót để mình cảm thấy là mình bằng bằng mọi người. Em lẻo lự, tôi chọn em. Ủa gì vậy? Dạ không, tại vì em nhà em bán hàng thiệt. Ủa người ta không đồng ý luôn rồi anh, người ta chê anh luôn rồi. Tôi vẫn chọn kệ tôi, đợi tôi, kệ tôi. Rồi chọn chưa? Chọn luôn. Rồi, tôi xin lựa chọn chị Gia Gia Nhật Hà. Rồi, hello em. Rồi, hợp đồ quá nè. Ê, có nghĩa là rất đúng tông luôn ạ. Rồi, em biết chị tới đây mà chị. Vâng, ngay bây giờ là trò chơi đầu tiên của tối ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, các anh chị thân mến, chúng ta sẽ đến một trò chơi, luật chơi như sau. Hái hoa, nhổ cỏ. Bốn đội chơi chia thành hai liên minh. Mỗi liên minh sẽ có một lượt tấn công và một lượt phòng thủ. Liên minh phòng thủ sẽ đội những chiếc nón hình hoa cỏ và nằm sao cho dính thật chặt với nhau, không để liên minh tấn công tách rời được. Liên minh tấn công hóa thân thành những con vật, chia thành ba lượt tấn công, mỗi lượt hai thành viên và thời gian là một phút. Khi hiệu lệnh của MC vang lên, đội tấn công phải dùng mọi cách để kéo những người chơi của đội phòng thủ ra khỏi khu vực chơi. Tương tự, đội phòng thủ phải làm mọi cách để trụ lại lâu nhất có thể. Sau hai lượt chơi, đội nào kéo được số người của đội phòng thủ ra ngoài nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Chúng ta sẽ có hai liên minh, mời chọn liên minh đi ạ. Yên vậy đi anh. Rồi, như vậy là chúng ta có hai liên minh, hồng tím và xanh cam. Đội nào làm muôn thú và đội nào làm cỏ cây? Quảng tù xì đi. Rồi, quảng tù xì đi. Nếu làm thắng là sẽ làm thú. Dạ, ai thắng là thú. Thua là làm cỏ cây. Dạ. Rồi, một, em ra cái gì? Búa. Em ra búa anh. Em ra búa. Dạ. Em có
uy tín hay không. Ôi trời ơi anh ơi, em uy tín mà, em nói cái gì là nói cái đấy. Được. Còn anh ra cái gì? Tôi ra búa luôn. Hai người ra búa? Đúng. Anh ra mấy lần búa? Anh ra hai lần búa. Em cũng ra hai lần búa. Một lần bao? Em cũng một lần bao luôn. Nếu như vậy là mình què nha, là mình làm liền luôn nha. Một, dạ vâng. Hai, ba, lần đầu. Một, lần thứ hai. Hai, lần thứ ba. Anh ra hai lần búa, một lần bao. Em cũng ra hai lần búa, một lần bao luôn. Một, hai, ba, bắt đầu. Linh vô trước đi, Linh với Phương vô trước đi. Là bây giờ em lôi ra hả? Mà vô lên. Ủa hai đứa vô luôn hả? Ây ơ, ây ơ, ây ơ, trời ơi gãy cổ. Vô đùa giỡn thôi, hái hoa bắt bướm thôi. Đúng rồi, bạo lực quá. Đúng rồi, nhìn bướm đúng rồi. Cái này là hoa ăn thịt rồi. Trời ơi, anh ơi. Tưởng sao đâu, đâu có ai cầm đâu. Ủa cái chỗ này biết thật không? Cây này biết ăn thịt người hả? Ông chặt vô, ông chặt vô. À, trời ơi. Hai người không nổi đâu. À, trời ơi. Được. Thả thú ra đi. Thả phong, rồi, ok. Thả giờ. Ao, la bù bù đây. Vô, chắc vô. La bù bù tới đây. Ôi ơi cắn nè. Ôi ơi cỏ xếp lại, xếp lại cỏ ơi. Sao anh nhầm mất chân? Anh móc xếp đây. Giữ lại. Giữ lại. Hay anh kỵ xuống. Kỵ anh lên. Trời ơi. Anh lại. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Một chiều đó thôi, một chiều đó thôi. Lôi cả cuộn anh ơi. Lôi cả cuộn ra. Lôi cả cuộn ra anh ơi. Đừng mà, đừng. Nhanh lên, được rồi. Lôi cả cuộn ra. Đúng rồi. Lôi, lôi cả cuộn ra. Lôi. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Vô lại, vô lại, tạm tiếp theo. Vô, 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 chưa kịp chết. Chưa kịp chết. Anh lột rồi, anh lột cái đôi. Anh lột cái đôi. Cứu tôi, cứu tôi. Chưa kịp xếp à, chưa kịp xếp. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, xiết vô. Ai bông hoa này có gãi. Giữ được lại, giữ được lại, giữ được lại. Chết anh. Trời ơi. Lấy một bông thôi. Thôi lại. Một bông thôi. Khoa ơi bạn bé. Anh lột đau, giữ được lại. Giữ anh, giữ anh. Giữ anh đó nè. Chết mẹ rồi. Chúng nghẹt thở rồi kìa. Chúng nghẹt thở rồi. À. Ôm lại, ôm lại, em xếp lại rồi, em xếp lại rồi. Ôi, ai cái chả. Đúng rồi, đúng rồi, kéo cái thẳng đó đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, Hoa. Hoa đi buồn. Dạ. Gãy cái tay mất. Hết giờ. Yeah. Yeah. Chúng ta sẽ đảo ngược tình hình. Bắt đầu. Chúng nó vô rồi, chúng nó vô rồi. Bắt đầu. Đúng. Đúng rồi, mạnh lên. Hay quá. Đúng rồi, ghê đây nè. Em thủ cái này nè. I can't kill.
Anh ơi, cứu em! Cứu em anh ơi! Cứu em! Anh Khánh ơi, cứu em! Cứu em anh ơi! Cứu em! Kéo luôn! Ôi! Đợn ơi, đợn ơi! Vô, vô, lột ai, lột, lột! Đòi chưa? Đừng có cho anh lột chứ! Bây giờ cơ hội một là lăn ra! Một đừng là lăn, hai là tôi gỡ! Ôi! Ôi! Tới rồi, tới rồi! Tới rồi! Tới rồi, em ra, em ra! Đúng không, anh Khánh? Em ra! Là anh rồi! Em ra! Em ra! Anh rồi, anh Khánh! Em ra! Em ra! Em ra! Nó ra chưa? Em ra! Nó ra rồi, nó ra rồi nè! Nó ra rồi nè! Để em lăn ra. Để em lăn ra. Anh ra chưa? Ra đây nè. Anh ra chưa? Anh ra chưa? Em ra. Rồi lại. Xong. Vô. Để nguyên cộng luôn, bấm nguyên cộng luôn. Anh chồng em. Trời ơi. Anh ơi, cứu em. Cứu em anh ơi. Đéo luôn. Ôi. Ôi. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Tới rồi, em ra. Trời ơi, nó bấm một. Để nguyên cộng luôn, bấm nguyên cộng luôn. Ủa, chơi chưa? Nơi đây đã từng là dòng họ tổ tiên của tôi. Màu xanh cỏ. Như một tia chớp. Như vậy là Liên Minh thua. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra đội vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4 bằng trò chơi rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây. Hai đội trong Liên Minh thua và Liên Minh thắng sẽ thi đấu với nhau để chọn ra vị trí nhất, nhì, ba, tư. Ba thành viên trong đội đứng thành một hàng, bám chặt vào nhau. Một người đội nón hoa cỏ đứng ở vị trí cuối hàng. Sau hiệu lệnh bắt đầu, hai đội tấn công để lấy nón hoa cỏ của đội đối phương. Đội lấy được nón hoa cỏ của đối phương trước sẽ giành chiến thắng. Ê, hey, bắt tay cái. À, hey. Ok, chú. À, lấy. Mày sao vớ à? Phát, phát, phát ơi, phát em hạn chế đẩy tay anh lên. Không lấy được bé hơn sao luôn. Ủa? Không biết nữa. Không biết nữa. Ủa? Còn ba cánh này giữ làm vốn đi anh. Như vậy là ở lượt này đội màu xanh thắng. Đội màu xanh đứng vị trí số 3. Mình đứng vị trí chó. Bây giờ là Liên Minh sẽ tìm kiếm vị trí nhất và nhì. Mời. Hai đội ở Liên Minh này mình sẽ chơi khác người ta. Mình sẽ chơi ngồi. Nói nghe nè, tụi tôi không biết nhường đâu nha. Thôi, chơi vui thôi. Chơi vui thôi. Không anh, thắng cho em. Vui vẻ vậy. 3, 2, 1. Tự nhiên giật hổ. Làm gì vậy? Trời, trời ơi, trời gì ơi. Mà chơi dữ vậy? Có chờm tới không mà vậy? Đúng không? Từ từ nói. Đúng không? Ây á. Có chờm tới không mà kêu. Nhưng mà không có nhân gì cả. Dứt đi. Nhưng hả? Nhưng gì ở đây? Anh ơi, móc ruột em rồi á. Dứt.
Gán lên à. Gán lên tôi ơi, gán lên. Né đi chị, né đi đâu. Né đi đâu được. Né đi đâu được tôi. Đòi tiến lực là đòi hạng nhất. Né đi đâu. Né đi đâu được. Né đi đâu được với tôi. Hồi nãy em chơi ngu, em lấy cái răng em cắn cái sợi dây lại. Như vậy là đội màu hồng là đội hạng nhất, hạng nhì là đội màu tím, hạng ba là đội màu xanh và hạng út là đội màu cam. Bây giờ là trò chơi thứ hai của buổi tối ngày hôm nay. Đây là trò chơi thứ hai buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chơi trò chơi ném bóng. Bảo vệ gà chiến. Bốn đội chia thành hai liên minh. Mỗi liên minh chọn ra một người làm gà chiến. Hai liên minh thi đấu trên sàn xà phòng, lần lượt ném bóng về phía đối thủ. Ai bị bóng ném trúng sẽ phải ra khỏi sàn và tiếp tục tham gia trò chơi bên ngoài sàn trơn. Gà chiến của liên minh nào bị bóng ném trúng trước thì liên minh đó sẽ thua cuộc. Chúng ta sẽ có hai liên minh. Có đổi liên minh không ạ? Không, không. Liên minh này đang rất là vững bền. Quảnh Tù Xì lấy phòng giao bóng đầu tiên. Lấy phần giao bóng. Cậu lên đi cậu. Quảnh Tù Xì. Quảnh Tù Xì. 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 Yeah. Rồi, từ để ta chuẩn bị đã. Ủa gì hả? Tưởng thắng vượt trội liền. Ba, treo gà lại. Treo gà. Một. Gà đi vô, gà đi vô. Gà đi vô, sau cùng. Trời ơi. Không. Không, không, không. Có đúng tay không? Không có chung, không có chung. Lui lui sát 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 sát. Gà bảo vệ con gà. Bảo vệ gà. Loại bớt đi anh, chọi bớt, chúng ai cũng được. Đâu, đâu, đâu được chọi. Tại cái chọi mình ấy, nhìn bên đây vậy. Ông đưa hướng á, ông đưa hướng á. Lầm sau gấp mạnh đây. Anh Lượt bị lết á. Đúng rồi luôn. Anh Lượt lết kim mà. Ao. Chưa được chơi luôn á. Thẳng qua, ao. Anh Luật anh thù thì em à. Anh mà chọi tôi chụp, tôi chọi lại anh liền. Canh chụp luôn nha. Ủa con gà đâu rồi? Khoa về, khoa về, khoa về, khoa về. Ao. Khoa về. Về đây đứng nhưng mà chọi được. Nhưng mà anh Khoa có quyền chọi. Đúng vậy. Chọi đi chung. Nhưng vẫn được chơi. Ai chọi đội em hồi nãy? Chọi phát là xong. Trúng. Hai người. Bóng chỉ tính một người thôi. Vậy thì chọi phát loại. Loại. Lại luôn lại. Trên, nó đó trên. Tôi sẽ sợi chọi con gối đâu nè. Ở, 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 ở bên này nè. Yeah. Nhật Hà, loại. Về đi gà ơi. Chùi, chùi, chùi cho khô, chùi cho khô. Nhìn đâu, nhìn đâu. Nhìn râu, nhìn râu. Bảo vệ gà. Nhìn râu, nhìn râu, nhìn râu, nhìn râu.
Mất dạ là mình chết. Mất dạ là mình chết. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vinh rau loại. Đưa lên chọi cho, đưa lên chọi cho. Cố lên anh ơi. Bị chết á. Anh đấu loại bóng về cho đội của Tiến Luật. Rồi đứng sau đây. Rồi. Rồi. Bị điên hả kìa. Rồi. 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 Nào. Hụt. Hụt quá, hụt quá, hụt quá. Hèn lại đi. Đó, đó, chơi bóng. Chơi hèn đi, không ra đâu. Chống rồi, chống tay ra lên rồi. Lôi, lên. Lôi, 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 lôi. Trời ơi. Trời ơi. Lê cô, loại. Gặp anh là mình quạt đó nha. Fly. Hay quá. Ủa đều đầu được mà. À, quá đẹp luôn. Hay quá. Rớt cái chài luôn. Đội đầu là ngay con gà, con gà nó rụng liền. Để anh né, để anh né. Ao Trình. Liên minh hồng tím chiến thắng. Để anh né, để anh né. Bây giờ Liên Minh thua, mời chia làm hai đội để chúng ta quyết định cái bài thứ tư. Chúng ta sẽ chơi đá gà, mình sẽ làm con gà. Trận chiến phân chia thứ hạng đại chiến gà, hai đội trong Liên Minh thua và Liên Minh thắng sẽ thi đấu với nhau để chọn ra vị trí nhất, nhì, ba, tư. Mỗi người chọn một thành viên của đội đối thủ để thách đấu. Cặp đối đầu sẽ co một chân lên, di chuyển và tấn công đối thủ. Người trụ được lâu hơn sẽ giành chiến thắng. Đội thắng 2 trên 3 cặp đấu sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Vào đây với tớ nào. 2, 3, go. Em co cái chân lên là em đủ té rồi anh. Go. Khoa. Nhảy chung quanh đi, đừng chơi bội. Đúng rồi. Ô, anh ơi, anh ơi. Anh ơi, không vậy đâu. Go. Không dùng tay nha, chỉ dùng cái chân của mình thôi. Cố tình. Không biết nữa. Cố tình. Em thấy rõ ràng anh cố tình. Mạc Văn Hoa thắng. Ý là làm sao anh có thể làm được vậy vậy? Không biết nữa. Không có nhớ. Cặp tiếp theo. 1, 2, go. Bình tĩnh thôi Phát ơi. Em cho em coi em thuận chân nào thôi. 1, 2, go. Mọi người một bước. Em nhường anh nhích trước. Trời ơi, mày đặt lết lết. Đây đó là ví dụ thôi. Ai mà chơi nhường. Ví dụ vậy. Tôi không cần nhường, chơi lại. Lại đi. Vậy em phải bỏ xuống chơi lại. Rồi, hai mắt nhìn nhau. Hai. Ui, túi bụi luôn. Thôi, túi bụi luôn. Thôi. Ở trên gõ xuống ngon hơn anh. Ở trên gõ xuống ngon hơn anh.
ở trên nhỏ xuống ngon anh. Ê, ê. Phát thua. Như vậy là ở lượt đầu tiên là Mặt Hôm Qua thắng, lượt sau là Quy Khánh thắng. Quy Khánh thắng đang quê á, đang quyết định đều. Đây là cặp quyết định đó, lắc vào nhau. 3, 2, 1 rồi vô. Chị ấy đi, chị ấy đi, chị ấy em chút đi, lên đi khách mời mà. Đúng, ấy đi, ấy lên, dở lên luôn. Nhả nhả cho người ta quýt mình, đừng quýt. Đúng rồi, đúng rồi. Lần đầu tiên thấy gà mái đá lộn. Nhảy tới, nhảy tới. Đúng rồi, đúng rồi. Đá vô, đúng rồi, đúng rồi. Bên nào hiếu thắng, bên đó thua. Từ từ thôi. Đúng rồi, có cái giò lên. Tốt lắm, luôn rồi. À, áp lực quá. John, chấn vô. Luôn học yoga mà. Có. Đúng rồi, nhá lên. Con gà bên này có học yoga kìa. Đúng rồi, nhá lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Mổ rút về, đúng rồi, nhá. Rút về, đúng rồi. Nhích tới, nhích tới, nhích nhẹ tới. Nhích từ từ, từ từ thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chấn vô. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đừng có bác Jun nhích nhiều quá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, mình lấy cái cửa mình cắm trong màn tan đó. Rồi, xong rồi, rồi, Gia Linh xong rồi. Rồi, rồi, rồi. Bên kia rung rồi. Đừng chủ quan Jun ơi. Đúng rồi, tấn công là phòng thủ. Đúng rồi, tấn công luôn, tấn công luôn. Nhảy lên, nhảy lên. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Đội màu cam giải 3 và đội màu xanh giải Úc. Mời Hồng Thiếm. 1 2 Hả? Tấn công. Anh nói anh làm vậy là phi thể thao. Trời ơi, cái hồi nãy đâu? Tính làm cái hồi nãy mà. Ủa, cái hồi nãy anh làm ghê lắm mà. Vô đây, vô đây, dữ lắm mà. Tới đây. Ai tới đây đâu, ai tới đây đâu. Ê. Thiếu phải cho anh Luật với Vinh chơi với nhau. Chưa đếm tới 3 luôn á. Rồi, bây giờ hỏi nè, mình muốn xin lại. Xin lại đi, vui chơi. Đồng ý không? Em đồng ý. Đồng ý. 1 2 3 Mày, mày, mày. Không được dùng tay. Cái gì đâu? Anh em đi giao giao lưu mà. Giao lưu, giao lưu. Gà bị cúp rồi. Gà này bị cúp rồi. Chưa có ai làm một cái gì không? Chưa đếm mà đúng không? Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Đã chạm đâu. Lượt bỏ chân xuống trước. Toàn thua. Cặp tiếp theo. Căng à. 1 Đúng rồi. Go. Cho em đá trước 3 thùng. Tú mà thua lượt này là đội mình thua luôn á nha Tú nha. Trời đá rồi. Ôi, cho em chơi trước 3 cái đó. Bình tĩnh. Chơi trước 3 cái đi. Chắp em á. Dè dè mổ vô thẳng cái bắp bắp đùi non luôn. Dè dè mổ lên luôn. Dè. Đúng điểm rồi. Điểm yếu, điểm yếu. Bình tĩnh. Đúng rồi. Bình tĩnh em, bình tĩnh em. Đây ơi, quay lại, đúng rồi. Cái gì vậy? Người ta tới mức rồi em chưa tới kìa. Tấn lên. Em lấn lên mức cái đây. Tại vì nãy em mới vừa lùi lại đó. Cố lên em. Đúng rồi, không dùng cái chân được dùng cái đầu. Karate đâu, karate đá cao qua cổ đầu đâu. Đừng da dẻ nữa Tú ơi. Phải co chân đúng không chứ đâu được duỗi hả? Duỗi hả? Em tính đạp ta hả? Ừ, dám tấn cà đi. Đó, ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dè dè chơi có kình nữa kìa. Đúng rồi. Đúng rồi.
Tố thắng. Hai anh em mình sẽ là quyết định đội nào ở vị trí thứ nhất ở cái trò chơi này mang về 6 điểm thưởng, nó ảnh hưởng tới 700 triệu đồng buổi tối ngày hôm nay. 3, 2, 1. Đừng có nhảy. Bấu. Rồi, mở lên đúng rồi. Ê, tôi mới nghe chữ Y. Tôi mới nghe phần Y từ rapper Nicole. Ê. Neko bị tiền đình á. Mẫu. Ê, đẩy chân, lấy tay đẩy người ta rồi. Em thấy hình như có dùng tay anh ơi. Cả hai đều dùng tay. Lại làm lại. 3, 2, 1. Ủa anh Khánh, anh đang hỗ trợ đội em hả? Ai mà đụng tay vô người ta là thua nha. Thôi đừng kẹp nữa. Cái tay cứ thoải mái đi, đừng có dùng tay là được. Thắng toàn tập luôn. Đội màu hồng chiến thắng. Buổi tối ngày hôm nay đội màu hồng vô cùng xuất sắc. Hai lần liên tiếp đều ở vị trí nhất, mang về 9 điểm thưởng 700 triệu đồng. Trời ơi. Đội màu mai tím là đội tôi có tôi yếu đó, chứ nếu mà mạnh chắc 18, 19 điểm rồi. Đội màu tím mang về 6 điểm thưởng 500 triệu đồng. Đội màu cam 2 điểm, đội màu xanh 1 điểm. Chúng ta đồng giải 400 triệu đồng. Bây giờ đây đặc biệt đều là hai lần là giải nhất khách được quyền quyết định. Quyết định tôi rất thẳng thắn, hồi nãy tôi thua cho nên tôi coi tiền nhiều, cao nhất tôi lấy 5 triệu nè, bao này 5 triệu. Chắc võ tân phát quá. 25 triệu. À, trong đây có một tờ giấy trắng nha mọi người. Ôi, bao này 70 triệu, làm sao mình đưa được em ruột. Anh như cường hào ác bá. Đúng rồi, tôi bây giờ trong đây có 25 triệu, nhưng mà tôi tiền đình yếu, tôi đi mất công tôi té quê lắm, cho nên rồi mời một bạn bên kia qua đây. Một bạn bên kia qua em bóc. Rồi ngẫu nhiên bóc luôn hả? Anh bóc luôn đi. Nở cái này nó như anh thấy này, nó cười với mình nè. Cười không hết sự lựa chọn ra cười luôn. Rồi xong nó cười với cười mình luôn thiệt luôn á. Bây giờ là lúc chúng ta bàn kịch bản cho phiên livestream, xin mời. Mấy bạn nào mà coi mà thấy tụi tôi thiệt thòi bất công quá, ủng hộ vô đẩy cũng mua cho hết vỏ hàng để cho ba đội còn lại không còn hàng để mua. Mình có 700 triệu là 700 triệu tiền voucher nó cũng ghê gớm lắm chứ không giỡn đâu. Dạ, tại em nghĩ là chạy ạch thì đương nhiên mình đã có sẵn một con số để cho chạy ạch rồi, thì phần còn lại thì mình sẽ đổ hết vô voucher. Chạy ạch thì mình cũng chạy ít thôi. Còn cái hôm nay thì đương nhiên là mình cũng sẽ ở đó để mình hỗ trợ. Mình còn nếu mà có bạn bè thì cứ rủ vô bình thường luôn. Mà em cũng có đồ của em đem vô để em làm quà khuyến mãi đồ voucher đó vậy. Em ạ. Ok thôi vậy quyết định vậy đi ha. Dạ, ok. 2 3. Yeah. Hy vọng là phiên live này với 25 triệu đồng thì mình sẽ làm một cái teaser nhẹ nhẹ anh ha. Mình quay rồi mình quăng lên mạng xã hội để cho mọi người biết là vào ngày giờ đó chúng tôi có một phiên live 5 triệu hay là kỳ này mình mướn phục trang đi. Đúng rồi, tại vì 5 triệu mình chạy quảng cáo cũng bằng muối bỏ biển. Yeah. Đúng không? Mình phải làm khùng làm điên lên. Đúng là người có kinh nghiệm. Thiệt sự. Ủa chị có hay livestream không? Có. Em ơi chiến thần đó em. Wow. Chị like cũng thuộc được đó. Được không chị? Được, cái mỏ thì được lắm. Mà số thì like không biết nha. Giờ nào like cũng được nha. Ba sáng là những cái livestream nha. Mỏ chị được là được hết. 5 triệu đó như chúng nói đi mua phục trang đi, mình mua tóc giả đồ làm khùng làm điên lên. Mình hả, mình làm gì lạ lạ đi, bình thường mình like nó cũng bị đàng hoàng á. Dạ, vậy mình mua mấy đồ Medcot con. Quá 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 trang sao mà người ta nhìn vô ta không biết mình là ai luôn. Không nhận ra là chúng ta gì. Là không coi luôn. Không, sang bằng hết tất cả những cái đội livestream còn lại. Không sao, 5 triệu này chỉ là tiền mình gọi là quảng bá cho phiên livestream thôi. Mình vẫn có 500 triệu tiền voucher đúng không? Trong phiên live của mình.
cho nên là vẫn rất là dữ dằn đó chứ phải không đâu. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn và hẹn tuần sau với chương trình Siêu Sao Siêu Xe Cười Thả Ga Mùa Sắm Thả. Linh đây là chị Vân, là CEO của Hanmi. Ngày hôm nay anh dắt em tới đây, mục đích của chúng ta là xin chị vào ngày 10 tháng 10 này, chị cho tụi em một cái điều thật tốt. Nghe xin nó nặng nề quá đúng không? Yeah. Nhưng mà thực ra là thông qua chương trình Siêu Sao Siêu Sale thì khách hàng mới biết đến cái nhãn hàng của Hanmi nhiều hơn. Nên thành ra là ngày hôm nay mà hai em đến đây đề xuất như thế nào, chắc là chị Vân cũng sẽ sẵn sàng. Chị, có cái sản phẩm nào sắp tới cho tụi em bán mà phù hợp với con bé này? Bé này giờ đang bị một cái vấn đề là da xấu nè, bị sạm nè, bị khô nè. Với lại là em có cảm giác là em tới tuổi á chị. Em có cảm giác là mình muốn trẻ nữa, trẻ hoài. Bây giờ chị có cái sản phẩm nào để hỗ trợ cho cái mong cầu đó của em không chị? Bên Hanmi là một trong những cái đơn vị nhập khẩu chính ngạch và nổi tiếng về dòng sản phẩm có tinh chất quý NMN. Cái sản phẩm mà có thể đưa vào trong cơ thể mình á, làm cho tế bào của mình được trẻ hóa hơn. Nên là chị nghĩ rằng là sẽ tiết kiệm cho các khách hàng, đặc biệt là ví dụ như là Gia Linh chẳng hạn, về thời gian cũng như là cả chi phí nữa. Thì đó chính là cái viên uống NMN này. Anh, em có thể luôn nghe chị tư vấn mà em muốn uống liền luôn. Nhưng bây giờ cái giá thành thì sao chị? Với những cái sản phẩm cao cấp mà như NMN thì thực ra là cái giá của nó cũng không thể nói là nó rẻ đến mức là ai cũng có thể mua được. Tuy nhiên thì nó hướng tới cái việc là nâng cao sức khỏe. Ngày hôm nay thì chị cũng chia sẻ một chút là sản phẩm này đang bán ra tại thị trường Việt Nam là 5.500.000 cho một hộp 90 viên như thế này. Tại vì đây là cái phiên lai độc đáo của Siêu Sao Siêu Sale, chị hãy cho tụi em một cái giá tốt chút xíu đi để khách hàng có thể sử dụng được Hanmi. Như thế này Khánh và Linh nha, thay vì 5.500.000, bên nhãn hàng Hanmi cũng đã cân nhắc và đưa ra một cái mức giá đó là 3.800.000. Em thấy là đã được giảm cũng hấp dẫn rồi đó anh. Nhưng mà lúc nãy có nói là cái phiên live đặc biệt quá chị ơi, bây giờ chị có thể nào cho em sốc thật là sốc luôn không? Yeah. Thế thì ok, thôi được rồi, 2.999.000. Thôi thì cái giá đó là em nghĩ là quá tốt rồi. Chốt deal luôn ha. Chốt deal chị. Nhưng mà anh ơi, gì nữa, xin gì nữa. Em nghe đồn nha, là bên mình mới về một cái loại có nghĩa là NMN Mesomax. Trời ơi, rành quá vậy. Sản phẩm này thực ra là tại thị trường Việt Nam thì vừa mới có về đúng gần một tháng thôi. Bên chị cũng chưa bán rộng rãi ra. Cũng nhân dịp này thì bên nhãn hàng Hanmi cũng sẽ mong muốn rằng là cái sản phẩm này lại tiếp tục được lan rộng hơn nha. Em hứa với chị, tụi em sẽ bán nó rộng rãi. Đúng và rồi. Sẽ giúp cho khách hàng với một điều kiện. Đó chính là yêu thật sốc. Thực ra thì cái sản phẩm này đang bán ra thị trường là 590.000, bởi vì nó là một sản phẩm cao cấp với em. Một lần đắp mặt nạ này bằng một lần mình đi Meso. Hôm nay mình sẽ có một cái deal đó là 590 sẽ chỉ còn là 339.000 cho một hộp 5 miếng như thế này. Chị giữ đúng lời hứa, em không mè nheo về giá. Nhưng bây giờ em xin là có combo gì không chị? Để có lợi. Vậy thì là chị sẽ đưa ra một cái combo nha. 1/3 thôi. Wow, 690.000. Chị ơi, với cái giá thành này mà với cái công dụng và gọi là những người yêu mặt nạ như em là em đã muốn mua rồi. Nhưng mà em phải chờ tới phiên live ngày 10 tháng 10 đúng không anh? Khán giả của mình trong Siêu Sao Siêu Sale hãy đón xem cái phiên live vào ngày 10 tháng 10 để mua được những cái sản phẩm của Hanmi với giá cực khủng. Các bạn ơi, hãy nhớ đón xem phiên live của anh em chúng tôi vào ngày 10 tháng 10 tại Shopee Live. Xin chào. Cái nội dung vừa rồi mình nói đây là gì? Em chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết là tụi em không lắm. Siêu Sao Siêu Sale tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những hình ảnh chưa lên sóng của các nghệ sĩ trong chương trình. Cái gì mà cãi rồi, tôi đã
phải, chữ này dữ lắm rồi. Phong cách của các đội chơi trong phòng cơ hội. Trọng tình, trọng nghĩa. Hai người cũng là ân nhân, một người đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình, một người đẩy mình lên. Lắm mưu nhiều kế. Thay đổi mình ít cái người ta thương. Thấu tình đạt lý. Lúc của đây cũng ác luôn. Cái này là tình nghĩa. Không có được, vô đây là không được. Bốn bể là thù. Giao cho tôi đấu thử được không? Được. Còn một đội nữa. Luôn cả đội này. Ghét luôn. Ghét hai kia hết đi.